Thượng Hải an toàn đến rồi, xin kính chào toàn thể quý cô chú chị và quý vị rất vui hôm nay Thượng Hải an toàn đến rồi sẽ đến với nhà phẩm được mang tên tình yêu xa nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.